nhưng mà tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Bây giờ em đưa anh ra ngoài hóng gió một tí trước khi ăn cơm anh nhá. Anh định làm gì đấy? Anh định giết người diệt khẩu à? Kiếm đi. Đến rồi à? Đến ngay rồi đấy. Rồi. Anh không biết sắp tới phải nói những gì. Anh cảm thấy hồi hộp quá. Không sao đâu, mình đi vào đi. Anh ơi, bọn em đến rồi này. Em về rồi à? Dạ. Thế bạn của em đâu? Đây, bạn của em đây, anh ngồi đây. Chào cậu, mời cậu ngồi. Em ngồi rồi ạ. Cậu thông cảm nhá, mắt của tôi cũng hơi bất tiện một chút. Hai anh ngồi ở đây nhá, để em vào nhà chuẩn bị cơm. Anh Hương ơi. Ơi. Anh bị thế này lâu chưa? Lâu chưa? Tôi bị lâu rồi. Trước đây tôi bị tai nạn. Nhưng mà nói trắng ra là tôi bị người ta hại. Bị hại à? Thế anh còn nhớ ai hại anh không? Nó trốn rồi. Nhưng mà nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nhận ra hắn. Nhớ làm sao được hả anh? Chuyện qua lâu lắm rồi mà. Nhưng mà tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Ơ kìa, có chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu ạ. Em sặc cốc nước rồi. Anh Hương ơi, bây giờ em đưa anh ra ngoài hóng gió một tí trước khi ăn cơm anh nhá. Vậy cũng được. Anh đi theo em ạ. Làm phiền cậu. Anh Hương đứng đây nhá. Bây giờ anh cảm thấy ở chỗ này không khí nó đỡ ngột ngạt hơn chưa? Công nhận ngoài này mát hơn thật. Em bảo này, phía trước ấy, anh em mình có một cái ghế đá. Anh đi chỉ cần 5 bước nữa thôi. 5 bước? Rồi ngồi đợi em ở cái ghế đá đấy. Em tranh thủ chạy vào chỗ siêu thị ngay bên này này. Em mua mấy chai nước anh em mình uống cho nó mát được không? Rồi cậu cứ đi đi. Tôi tự đi được. Dạ vâng, ok. Anh ra đi ạ. Anh kia. Anh. Ai đấy? Anh định làm gì đấy? Anh định giết người diệt khẩu à? Kiếm đi, em có linh tính cái gì đấy, anh có làm gì đâu. Anh đưa anh Hương ra đây là hóng mát một tí để ăn cơm em nấu cho nó ngon. Tin em hỏi anh Hương mà xem. Anh im đi, anh không cần phải diễn nữa. Để tôi hạ màn giúp anh nhá. Ý em là sao anh không hiểu. Tôi đã biết được tất cả chuyện ác của anh rồi. Hôm nay tôi và anh tôi chỉ đang diễn một vở kịch nhỏ để kiểm chứng lại mà thôi. Em đang nói cái gì anh chả hiểu gì cả. Anh nghĩ là những chuyện ác mà anh làm anh không để lại một dấu vết gì à? Đẩy anh tôi ngã rồi dựng lại thành một vụ tai nạn cũng tinh vi đấy, nhưng mà anh đã quên là anh có bỏ sót một thứ này. Chỉ vì anh mà anh trai tôi phải sống trong cảnh mù lòa, sức khỏe thì suy giảm. Còn anh, lúc nào anh vẫn có thể nhở nhơ, sống vui vẻ được. Anh đúng là đồ ác quỷ. Thì ra là cô lừa tôi, gài bẫy tôi à? Đúng thế. Bây giờ anh hãy nói đi, tại sao anh lại làm như thế với anh trai tôi? Anh hãy thành thật, nếu không tôi sẽ bắt anh phải trả giá đắt gấp đôi đấy. Được, bây giờ tôi nói nhá, tại vì anh cô ấy bao nhiêu đường không đi lại đi vào đúng cái ngõ mà tôi đang bàn vụ làm ăn, nghe những thứ không cần nghe. Lúc đấy tôi chỉ tình cờ đi qua, tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả, mà tại sao lại muốn hại tôi chứ? Tại vì mày ngu. Tao nói cho mày biết nhá, hôm đấy không phải là tao, mà bất kỳ một ai đấy cũng sẽ không để cho mày sống đâu. Im đi. Tất cả tội ác của anh tôi đã biết hết, và từ bây giờ tôi sẽ công khai từng thứ một để cho anh thân bại danh liệt. Hóa ra bấy nhiêu lâu nay
là cô không hề yêu tôi. Đúng thế. Mỗi ngày tôi ở với anh, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi phải tắm mỗi ngày 3 lần. Bao giờ hết được cái mùi nhân cách mục rữa của anh bốc ra thì mới thôi đấy. Trả giá đi. Đưa đây. Anh thử xem. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra đang được tôi live lại và quay lại một cách bí mật. Anh thử đụng vào người tôi xem. Chắc chắn anh sẽ hối hận đấy. My, anh xin em đấy, hãy tắt trực tiếp đi. Anh biết lỗi của mình rồi. Anh sẽ bù đắp cho anh trai của em xứng đáng. Tất cả những chuyện anh làm, anh không thể nào bù đắp được lại đâu. Bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng là đi đầu thú. Biến đi. Anh nhớ đấy, ác giả ác báo, tất cả những gì anh làm cũng sẽ bị nghiệp quật thôi.